Chị hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị 30. Ui dồi, 30 rồi mặc đồ xì tin vậy? Mặc sao cho mình thấy thoải mái rất là được. Vâng, không, nãy nhìn chị em nghĩ chắc đâu hai mấy. Không, không hai mấy đâu, chắc cỡ 21, 22. Lớn hơn em 1, 2 tuổi thôi. Wow, nhìn về ai biết 30 đâu trời. Dạ, em cảm ơn chị nha. Bye bye chị. Hello các tình yêu nhá. Nè nè Miền đây. Thì mình vừa mới nổ cuốc đầu tiên rồi nè. Cuốc này là ở số 5 của mây. Ôi trời ơi, trời bây giờ đang mưa mọi người à. Đen ơi. Anh qua số 10 Duyên Hồng đúng không anh? Chỗ quá xèo quá. Trời ok anh ơi. Đúng là chỗ nó thả ngay chỗ ngã ba đó. Rồi ok anh ơi. Bữa giờ trời nóng ấy, tự nhiên nay mưa ha. Ủa không dùng cái bao, em dùng rất hơn cái máy răng. Ờ không sao anh, mưa nhỏ mà. Thường là em bỏ trong cái túi zip anh, cái túi bóng á. Đó, bỏ vô dạ. Túi zip cũng được. Dạ. Bụi túi nó để dưới nền bán đồ à? Dạ, ở đây chợ đêm mà. À đó hả? Ủa ai người ở đâu? Anh Đà Nẵng. À à. Đứa này không biết. Đứa tú ra chợ. Em mới đi Đà Nẵng về hôm bữa luôn. À, đi chơi à? Dạ. Dạ không anh, ra công việc anh ơi. Khi bữa trước em đi Đà Nẵng á, cái lúc mà em vừa mới tới là em đứng ngoài rìa thành phố, em tưởng là chắc nó cũng ngang ngang Quy Nhơn thôi. Ai ngờ đâu vô, trời ơi như cái Sài Gòn vậy đó. Nhiều thứ để chơi lắm. Dạ. Bánh xe, anh đang bánh xe tôm nhảy đúng không? Đúng rồi. Ở dưới kia này đúng không hay là quán này? Đúng, dưới kia. Ờ ok, vậy là bánh xe Gia Vĩ rồi. Đúng, chắc nữa. Phải vô này không? Ở đây là có một quán ấy là cuối đường rồi ạ. Ủa anh 16.000 nữa anh. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới vác máy quay đi quay đó các bạn. Từ cái bữa mà mình đi thi xong á là mình đi Đà Nẵng liền luôn. Sau khi mà mình đi Đà Nẵng về, mình còn kiểu mình lười đi quay đó các bạn. Mình ở nhà cũng phải cả tuần rồi đó. Với lại một phần nữa là mình vừa mới build một cái PC mới. Do là những cái video mà mình quay đó thì mình quay 1080, nhưng mà mình phải xuất ra video 4K để mình đăng lên trên YouTube, thì YouTube nó giảm cái chất lượng video của mình xuống là thành 1080 luôn nha. Chứ mình mà xuất video ra 1080 ấy, mình đăng lên YouTube thì YouTube nó sẽ giảm chất lượng của mình còn có 720 thôi, nó rất chi là mờ. Mà cái máy cũ của mình đó, nó rất là lỏ luôn. Một cái video mà tầm 10 phút là mình phải render tầm 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng ha. Thì rất chi là mất thời gian luôn. Nên là mình quyết định là mình phải build một cái PC mới thì để edit video nó nhanh hơn. Các bạn tin không? Trời ơi, cái video đó mình render ra video 4K mà chỉ chưa tới 30 phút là đã render được một cái video 10 phút rồi đó. Nhanh thiệt luôn đó, mình phải bất ngờ luôn. Mà trời ơi, ngày đầu tiên mà chạy Grab lại mà coi trời nó mưa nè. Hồi nãy giờ mình nằm ở nhà đó, trời ơi, trời nắng bể đầu luôn đó. Thế mà giờ mới dắt xe ra là trời mưa, không hiểu luôn. Cuốc tiếp theo là một cuốc GrabPay nha các bạn. Cuốc này là đón khách ở 3-19. Trời ơi, vừa mới mưa bay xong các bạn. Bây giờ bắt đầu nó nắng lên rồi nè. Không, kiểu như nắng chưa có lên nhưng mà mình cảm giác là nó khá là hanh nắng. Các bạn nhìn nè, thấy không? Trời ơi, mới mưa tí mà coi nó khô lại, nó dính nó dơ nè. Anh book Grab đúng không anh? Anh book Grab đúng không? Đây anh ơi. Rồi, lên đi anh. Anh đi cổng chính Nguyễn Tất Thanh luôn hay là anh đi cổng Trần Thị Kỷ? Trần Thị Kỷ á. Ờ ok ok anh ơi. Chỗ này đúng không anh? Dạ ok ok. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, em cảm ơn nha anh. Vậy là xong cuốc thứ hai của chiều ngày hôm nay. Trời ơi, cứ kiểu thời tiết nắng mưa thất thường thế này mình kiểu như mình bị đau mọi người à. Mình người miền Trung mà mình bị nghẹt mũi, mình nói nó thành giọng miền Nam luôn đó các bạn. Ảo thiệt đấy. Hay lại nổ tiếp một cuốc rồi nè.
cuộc này là đón khách ở 49/28/5/10. Sao cái này sẹt sẹt nhiều thế à? Alo ạ? Dạ alo. Dạ chị ơi, chị đang đứng ở đâu vậy ạ? Em đang ở trong hẻm 61/10 đi ra, anh có thể đón em ở đầu hẻm 61/10 nha. Dạ ok ok, 61/10 em qua liền. Vâng vâng vâng. Các bạn nhìn nào, 49/28/5. Trời ơi, vào 3-4 cái hẻm luôn. Thiệt, vào trong hẻm là mình bị mù đường mọi người à. Google Maps vào hẻm thì cũng bó tay luôn các bạn. Ờ chị ơi, em tới, em tới hẻm 61 rồi nè. À dạ, anh đứng đợi em xíu nha, anh đang đi bộ ra. À vâng vâng, ok ok ạ. Trời, các bạn nhìn nè, hôm bữa mình mới đi Đà Nẵng á, mình không có mang bao tay. Trời ơi, trên này trắng bóc à, chỗ này điện thui luôn. Chuẩn bị sắp tới là ngày 20 mình có một chuyến đi Đà Lạt nữa các bạn, cho nên là mình chắc mình phải sắm một cái bao tay thôi. A few minutes later. Chị book Grab đúng không chị? Rồi lên đi chị ơi. Rồi chị qua cây xanh Phương Linh đúng không? Ok chị ơi. Giờ bắt xe đâu hả chị? Đi Phú Yên. Chị đi chơi hả? Mặc đồ đẹp hả? Đi vô nhà bạn. À dạ. Chị hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị 30. Ui ồ, 30 rồi mặc đồ xì tin vậy? Sao cho mình thấy thoải mái rất là được. Ờ vâng, không, nãy nhìn chị em nghĩ chắc đâu 20 mấy. Không, không 20 mấy đâu, chắc cỡ 21, 22. Lớn hơn em 1-2 tuổi thôi. Em mới 20 tuổi hả? Dạ, em 20 đúng không chị? Ủa, vậy là đang đi học hả? Dạ, em sinh viên năm 2 chị. Năm 2 đúng rồi, 2K4, 2K4 mới đang thi. Dạ đúng rồi. Đợt này 2K4 công nhận thi đề khó thiệt luôn hả chị? Dễ mà. À, em dòm em không biết gì luôn, em không hiểu sao hồi đó mà em lại đậu tốt nghiệp được hay thiệt luôn á. Thẻ chị ở chỗ nào nhờ? Rồi, chị xuống được không chị? Wow, nhìn về ai biết 30 đâu trời. Dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Nguyên chị ơi. Dạ đúng rồi. Dạ, em cảm ơn chị nha. Bye bye chị. Trời ơi, tin được mấy bạn. Chị đã 30 tuổi rồi mà mặc đồ kiểu trẻ trung lắm luôn á. Hồi nãy lúc mà mình nhìn mình tưởng chắc 21, 22 tuổi, trời tính cơ em luôn đó. À đù má, trời lại bắt đầu nhiễu vài hạt mưa rồi các bạn. Má tưởng nắng lên rồi chứ. Thời số mình đúng nhờ luôn các bạn à. Mình không đi quay bữa giờ ấy, trời ơi trời nó nắng nóng bể đầu luôn. Mình vừa mới vác cái máy quay đi quay lại cái là trời đổ mưa liền nè. Cay thiệt chứ. Mình vừa mới nổ tiếp một cuốc Grab Bike nè các bạn. Sao cuốc này nó nổ xa thế à? Như ngày hôm nay kiểu như không có tài xế chạy hay sao đó. Trời má, mình ở xa khách quá, bây giờ mình chạy là mình phải mát ga, mát số. Ôi, thôi, 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 chị trâu quá, chị trâu quá. Ờ, dạ, của anh là... Đúng rồi, bà Tư anh. Dạ rồi, dạ em cảm ơn nha anh. Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi em biết rồi. Chị kêu sao điện thoại dốn thôi, điện thoại đây đỡ đấy. Em có một cái đây à. Mua cái 2,5 triệu dùng. Dạ. Bữa nay thiếu tài xế hay sao á? Em đi nhầm. Dạ không sao. Dạ. Anh lên đã thấy em chạy lại đây đâu. Dạ. Gần lại đâu. Dạ. Nhầm anh mới gọi em bữa sau á. Dạ dạ. Cái này nó phức này. Dạ dạ. Người ta hay đi nhầm lắm. Dạ. Ê chú ơi. Mày cẩn thận với mấy cái đồ điện tử, đồ nó xe nó lên nó phá là đồ chừng mày đền chết á. Ồ tao gặp nhiều đâu á nghe. Mấy mày đền chết cha mày. Anh hồi nãy tài mới sao chú la anh dữ. Nó phụ xe, phụ đồ phải lắp phải xàm á, đủ mẹ làm trời làm đất á, đủ mẹ nó coi trời từng vung. Hả? Đó mà tài. A few minutes later. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn nghe chú. Dạ dạ. Dạ dạ. Hồi nãy giờ trên đường đi là mình có nói chuyện với ông chú này thì ông chú này cũng khá là bức xúc. Thì mình sẽ tóm tắt lại cái câu chuyện này ha. Thì kiểu như là ông chú này, ông là tài xế chính. Cái ông hồi nãy đứng nói chuyện với mình đó các bạn, chỉ là phụ thôi. Kiểu chạy mà kiểu ăn cắp dầu, ăn cắp đồ xe để bán rồi đó các bạn. Rồi mà nói tới là kiểu dạng như là dở máu giang hồ ra này nọ đó. Nói chung là những cái khúc mà nãy giờ chú nói đó thì chắc là mình sẽ không đăng lên đâu các bạn à. Bởi vì cái này là nỗi lòng của chú, chú nói với mình thì mình nghe thôi chứ mình cũng không có muốn đăng lên để ảnh hưởng tới chú.
Ok mọi người nha, thì trời nó cũng mưa rồi, chắc mình đi về thôi các bạn à. Ok, nếu các bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực làm tiếp video tiếp theo ha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.